Hello, xin chào bạn nha. Thì hôm nay video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách phản chiếu màn hình điện thoại iPhone trên máy tính PC cũng như là laptop mà miễn phí, không cần phải kết nối với dây cáp nha các bạn. Thì ở video trước phần 1 á, mình đã giới thiệu cho bạn và hướng dẫn cho bạn cách phản chiếu màn hình điện thoại iPhone lên PC bằng phần mềm Apover Miro, mà mình đã gửi cho bạn một cái link và trong đó có file crack luôn. Nhưng vì sau này Apover Miro á, nó không cho sử dụng miễn phí nữa. Nó đã nâng cấp lên cái bản mới, nên các bạn chỉ có dùng cái bản cũ của mình á, các bạn chỉ có phản chiếu được cái phần điện thoại mà dọc thôi, không có thể phản chiếu nguyên cái màn hình lên được. Đó, nó đã hạn chế rồi. Nếu các bạn muốn phản chiếu nguyên full hết màn hình á, thì các bạn phải đăng ký và mua, nó rất là tốn tiền nha các bạn. Thì cái giải pháp mà thứ hai á, mình muốn giới thiệu cho các bạn hôm nay là một cái phần mềm mới hoàn toàn miễn phí luôn nha. Ok, nếu bạn nào chưa biết tới kênh của mình á, thì mong các bạn hãy cho mình một đăng ký kênh cũng như một like chia sẻ, nếu kiến thức này có ích giúp cho các bạn cũng như các bạn bè các bạn nha. Mong các bạn ủng hộ kênh của mình để mình có thêm động lực làm những video mà mới cũng như có ích tới cho các bạn nha. Ok, thì trước tiên các bạn vào Google, các bạn search cho mình phần mềm 3 Auto. Đây là phản chiếu cho iPhone nhé bạn. Rồi, các bạn vào cái trang tải miễn phí.vn này. Các bạn tải miễn phí về nha. Rồi, các bạn bấm vào download. Đây, các bạn tải cái bản mà cuối cùng đó, bản mới nhất, bản 2.57031 tại điểm này nha. Rồi, các bạn bấm vào link đó, rồi các bạn tải về ha. Ok, thì mình đã tải về trước rồi nha các bạn. Thì nó sẽ xuất hiện phần mềm này, thì các bạn bấm vào rồi để mình xóa đi ha. Mình sẽ làm từ đầu luôn cho các bạn dễ hiểu. Và mình xóa cái phần mềm này đó. Ok nha, thì mình sẽ tải lại. Đây, khi tải về thì nó sẽ nằm ở trong phần mềm IDM của mình. Bấm vào mở ha. Còn bạn bạn nào muốn truy tới cái thư mục á, thì mình bấm vào mở thư mục nha. Đó, nó sẽ nằm ở đây ha. Đây là đường dẫn của nó này. Ok, mình sẽ mở nó ra. Run as admin cho nó ha. Rồi, mình cài.
Ok, thì nó sẽ xuất hiện một cái bảng đây. Đây nó bắt mình là cập nhật ha, thì mình cứ update thôi, không sao hết nha các bạn. Đây là phần mềm mới hoàn toàn mà nó miễn phí, nó không tốn phí đâu, nó hỗ trợ cho iPhone. Ok. Rồi. Mình các bạn nhìn ở dưới góc màn hình này, nếu các bạn dùng cái phần mềm iTunes đó thì các bạn để, còn không là bạn cứ bấm check vào ha, Close iTunes đi để cho nó khỏi chạy ngầm khi mà mình mở cái phần mềm ba iTunes này lên ha. Tiếp theo các bạn bấm vào hộp công cụ cho mình nha. Rồi, ở hộp công cụ á, thì các bạn bấm vào ba U App Player ha, bấm vào đây, trong cái mục mà ba U App Player thì nó hiện ra một cái giao diện để cho các bạn. Thì cái thứ nhất, cái phần record mode này nó có sẽ có là AirPlay play đó, thì có nghĩa là khi các bạn kết nối phản chiếu với điện thoại của mình á, thì các bạn ở để chế độ này, nó sẽ ghi âm ha, cũng như là quay màn hình ở cái khung màu khung đen đen này nha. Đó, ngay cái vùng mà con chuột mình đang khoanh tròn này. Rồi, tiếp theo phần full screen thì nó sẽ quay toàn bộ luôn ha, nó sẽ quay toàn bộ cái màn hình cho các bạn luôn. Đó, thì toàn bộ từ từ đầu tới cuối luôn, full full cả luôn. Các bạn bấm vào đây để mình phản chiếu thôi, nhưng mà mình cũng không cần để chế độ này nha các bạn. Còn ở chế độ này là cũng kiểu như là custom á, là quay ở một cái phần nào đó bạn muốn. Ví dụ cái khung màu xanh này bạn di chuyển tới đây thì nó sẽ quay màn hình tới khung này thôi, vùng này thôi. Có thể bạn sẽ kéo rộng ra ha, tùy các bạn. Đây là tùy chỉnh này để quay màn hình, nhưng mình thường dùng á, là AirPlay ha. Thì để làm chi, để mình nhìn được cái khung này này tới lúc nói chung là ở cái chế độ này á, các bạn sẽ nhìn được toàn bộ luôn, chứ không phải là một vùng này đâu. Khi các bạn quay kết thúc á thì cái file MP4 của mình á nó sẽ quay toàn bộ luôn nha. Đó, quay toàn bộ luôn. Nên các bạn dùng cái chế độ này đi. Ok. Ở cái mục mà cài đặt ở trên này thì chất lượng video các bạn có thể tùy chỉnh ha. Đó, có nhiều lựa chọn thì nó mặc định lúc đầu của mình là 1080 nhân cho 1920 là chế độ Full HD rồi. Thì các bạn cứ để mặc định luôn, xây nó lại ha. Rồi, bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nha. Ok, nó đã kết nối vào điện thoại của mình á. Thì đầu tiên á, các bạn vuốt ở phần ngay bên phải này xuống này của điện thoại iPhone này ha, phía bên phải này thì nó có cái chỗ đây là phản chiếu màn hình này. Các bạn bấm vào và kết nối với ba U AirPlay ha. Khi nó kết nối thành công á thì nó sẽ phản chiếu trực tiếp lên màn hình y như mình đang các bạn đang nhìn thấy này ha. Ok. Đúng
Đây thì mình đang ở chế độ Airplay đúng không? Mình bấm vào full screen cho bạn xem thử nha. Sao nó không có? Rồi tắt đi. Rồi. Để mình vào thử. Đấy. Ok. Đó các bạn thấy không? Khi các bạn để ngang điện thoại á thì ở trên bao tool nó cũng sẽ xoay full luôn nha các bạn. Thì các bạn bấm vào cái record dưới này để các bạn các bạn quay lại nha. Rồi khi mà các bạn dừng á thì các bạn bấm stop record thôi ha. Đó, thấy không? Nó sẽ quay toàn full màn hình luôn. Đấy. Thì các bạn quay xong á thì các bạn bấm stop, bạn bấm vào close. Đây. Rồi cái nơi lưu á nó để bên hông này nè, bạn thấy không? Đó, cái địa chỉ thì các bạn bấm open. Đấy, hai file mà nãy giờ mình để chiếu màn hình này, quay lại màn hình này. Đó, bạn bấm vào thôi. Nó là file MP4 nha các bạn. Đó, chấm MP4 xong này. Ok. Vậy là xong rồi đó các bạn. Ok, nếu các bạn thấy video này hay có ích cho các bạn thì mong các bạn ủng hộ cho kênh của mình nhé. Để kênh của mình có thể tiến tới mốc 1.000 người đăng ký cũng như có thể bỏ được kiếm tiền nha các bạn. Mình rất mong sự ủng hộ của các bạn. Thôi mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem tới giây phút này nha. Ok, thank you, tạm biệt các bạn. Xin chào.